Chính quyền vùng Valencia cho biết lệnh giới nghiêm bắt đầu từ nửa đêm đến 6 giờ sáng hàng ngày. Chúng tôi ít ra ngoài chơi và áp dụng mọi biện pháp. Tôi có con ở tuổi vị thành niên và các biện pháp này sẽ tốt cho chúng. Tôi nghĩ rằng tất cả các biện pháp hạn chế đám đông mà chúng tôi đang thực hiện là rất hiệu quả. Tôi nghĩ đây là việc tốt. Quyết định này được đưa ra là do những người trẻ tụ tập nơi đông người và sau đó về nhà lây nhiễm virus cho những người trong gia đình. Các khu vực khác của Tây Ban Nha cũng đang thúc giục chính quyền trung ương thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ họ có thể tự áp đặt lệnh giới nghiêm. Đầu tuần này, Tây Ban Nha đã ghi nhận 1 triệu ca mắc COVID-19. Đây là quốc gia đầu tiên ở châu Âu có số người nhiễm bệnh lên tới hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình ngày 23 tháng 10, Thủ tướng Pedro Sánchez cho rằng con số thực tế số ca mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha phải lên tới hơn 3 triệu người.